Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phần tìm hiểu về chứng bệnh tăng huyết áp. Nếu như có ai trong số quý vị các bạn đang xem chương trình này mà bị tăng huyết áp hoặc là có người thân bị tăng huyết áp thì xin hãy chú ý theo dõi. Chúng tôi tin rằng những kiến thức mà chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị các bạn trong chương trình này sẽ rất bổ ích và thiết thực cho quý vị và các bạn. Chúng ta cùng chào đón các chuyên gia, các vị khách mời sẽ giúp quý vị các bạn tìm hiểu về bệnh tăng huyết áp. Xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Hiện, trưởng khoa đột quỵ bệnh viện 103 và phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Nhật Kim, trưởng khoa y học cổ truyền Đại học Y Hà Nội. Xin mời các bác sĩ ngồi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, hai chuyên gia y tế rất là quen thuộc đã tham gia rất nhiều chương trình sức khỏe phát sóng trực tiếp trên kênh VTV2 vào 16 giờ chủ nhật hàng tuần của chúng tôi. Bây giờ trước khi gặp gỡ với các chuyên gia và được các chuyên gia cung cấp các kiến thức có liên quan đến chứng bệnh tăng huyết áp thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng làm quen với một vị khách mời đang có mặt tại trường quay, một vị khách mời đến cùng với rất nhiều các vị khách khác tại câu lạc bộ Vạn Tiếng Cười, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vâng, xin giới thiệu với quý vị các bạn bác Nguyễn Thị Nho. Vâng, xin chào bác. Thưa bác cho tôi xin hỏi bác là bác có bị bệnh tăng huyết áp hay không? Vâng, kính thưa các vị là tôi thì trước cũng bị tăng áp huyết. Thế nhưng mà hiện nay là chúng qua ăn uống và điều trị thì hiện nay là áp huyết của tôi rất là ổn định. Thế nhưng mà hiện nay là tôi rất lo lắng là vì chồng tôi đang bị cái bệnh tăng áp huyết. Tôi muốn giúp chồng tôi làm thế nào để điều trị và tránh được cái bệnh nguy hiểm quái ác này. Bác đã bị tăng huyết áp mà bây giờ thì đã ổn rồi. Bác bị tăng huyết áp lâu chưa? Tôi tăng áp huyết lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? 4-5 năm nay rồi. Vâng, bây giờ thì bác giai với bị tăng huyết áp. Như vậy là cả hai vợ chồng đều cùng bị bệnh tăng huyết áp đúng không? Đây là một cái sự rất là lo lắng và bản thân bác thì bác có thấy rằng cái bệnh tăng huyết áp là nó nguy hiểm? Tôi rất là lo lắng và thấy rất là nguy hiểm vì là cũng như là các bác sĩ và toàn thể nhân dân thấy là cái bệnh tăng áp huyết này là một bệnh giết người thầm lặng. Cho nên là chúng ta không điều trị, không ăn uống điều độ và không theo chỉ dẫn của bác sĩ thì cái bệnh này nó có thể đột quỵ, là áp huyết nó tăng lên làm có gây đến tử vong. Hoặc hơn nữa là nếu chúng ta có cứu chữa được nữa thì có để lại những cái di chứng như là tai biến hoặc là liệt lửa người hoặc về lão hoặc nói chung là rất là nguy hiểm. Cho nên là tôi rất là lo lắng và rất là sợ cái bệnh này. Vâng, bác đã biết rất nhiều về bệnh tăng huyết áp. Thế thì bác giai ở nhà thì có bác có nói cho bác giai biết được những cái nguy hiểm như thế không? Thưa anh là vì chồng tôi là rất là chủ quan cho nên là không đi khám. Gần đây là 3 tháng đây là được cái sự quan tâm của y tế về bên chỗ cựu chiến binh về 27 tháng 7 cho đi tổng kiểm tra thì tôi mới phát hiện ra là chồng tôi bị tăng áp huyết. Tôi rất là lo lắng và cũng muốn là làm thế nào để cùng chồng tôi để giúp chồng tôi là để cùng chống lại cái bệnh quái ác này. Vâng, thưa quý vị các bạn, bác Nguyễn Thị Nho thì đã là một người bị tăng huyết áp cách đây 4 năm rồi và bây giờ lại mới phát hiện ra là chồng mình cũng bị tăng huyết áp. Bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chồng của bác Nguyễn Thị Nho. Tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn là bác Lều Thọ Tắc. Vâng, xin chào bác. Xin mời bác ngồi ạ. Vâng, cảm ơn bác đã tham gia chương trình. Và tôi thấy rằng là bác có một người vợ rất là đảm đang. Vâng, và lại còn lo lắng cho chồng, rất lo lắng về sức khỏe cho chồng. Trong chương trình hôm nay thì các chuyên gia y tế mà đang có mặt ở đây thì sẽ cùng chia sẻ với các bác về những cái kiến thức về bệnh tăng huyết áp và đáp ứng được đúng cái nhu cầu của bác gái trong cái việc là làm sao để bác không còn chủ quan với căn bệnh gì nữa mà biết tự mình để chăm sóc mình để cho mình có được sức khỏe và chống lại căn bệnh tăng huyết áp. Thưa bác, được biết là bác mới phát hiện ra bị tăng huyết áp, thế thì bây giờ bác thấy tình trạng sức khỏe như thế nào? Báo cáo với tất cả các anh các chị cùng các bác là khi mà tôi đi cái kiểm tra sức khỏe theo cái
hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh phường thì chúng tôi được đi kiểm tra sức khỏe, thì các bác sĩ đã khám và cho tôi biết là tôi đã bị bệnh cao huyết áp, tức là cái bệnh cao huyết áp cái khí đo đấy là 150/90. Thế thì bác sĩ bảo như thế là của bác đã huyết áp đã cao. Và khi tôi về thì hàng ngày tôi có một cái triệu chứng thỉnh thoảng nó đau đầu, mà nhà tôi thì lại chật chội, tôi ở tận tầng 3, hàng ngày tôi cứ leo lên leo xuống là cũng thấy nó chóng mặt. Thì tôi mới điểm ra là đấy là chắc có lẽ là mình đã bị cao huyết áp, cho nên nó sinh ra chứng bệnh như vậy. Vâng, vâng, chắc chắn là bác vẫn đang còn rất nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc có liên quan đến căn bệnh này đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng. Chúng ta sẽ nhờ các chuyên gia giải đáp những câu hỏi đó. Trước tiên thì xin mời chị Thúy Nga. Chị Thúy Nga hãy giúp cho tất cả mọi người ở đây cùng có hỏi những các chuyên gia, để các chuyên gia giúp cho các khán giả ở đây có những kiến thức chung nhất về bệnh tăng huyết áp. Vâng, chúng tôi cũng cảm ơn hai giáo sư bác sĩ đã đến tham gia chương trình của tôi. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, trước hết thì tiến sĩ có thể cho khán giả cũng như là các quý vị khán giả đang tham gia chương trình được biết thế nào là bệnh tăng huyết áp ạ? Kính thưa các cụ, kính thưa các khán giả truyền hình, tăng huyết áp là một bệnh như các bác đã biết là giết người thầm lặng. Bình thường huyết áp lý tưởng của ta là 120/80 mmHg. Khi chúng ta đo ở trạng thái nghỉ ngơi, huyết áp trên hoặc bằng 140/90 mmHg, đó là tăng huyết áp. Theo điều tra của Viện Tim mạch Quốc gia, từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ tăng huyết áp trong những năm gần đây đã tăng cao khoảng 20-25%. Các nghiên cứu trên thế giới cũng như trong nước, người trên 60 tuổi tỷ lệ tăng huyết áp từ 55-65%. Vâng, vừa rồi thì các quý vị khán giả tham gia tại chương trình cũng như là bác Thọ, bác Tắc đã biết được là thế nào là bệnh tăng huyết áp. Vậy thì hai bác cũng biết, muốn biết là bác sĩ Hiện sẽ phân tích giúp cho các bác hiểu thế nào những nguyên nhân gây cái bệnh này không ạ? Vâng, tất nhiên là chúng tôi rất muốn, bởi vì cũng nhờ bác sĩ để mà truyền đạt những kiến thức và những cái kinh nghiệm về cái biểu hiện của bệnh cao huyết áp và cái cách điều phòng như thế nào là chúng tôi rất muốn đấy. Dạ vâng, xin mời tiến sĩ Hiện ạ. Trước hết thì xin báo cáo với các bác này, tăng huyết áp thì có rất nhiều nguyên nhân và rất nhiều tố nguy cơ. Trước khi trả lời câu này, tôi xin hỏi bác một số vấn đề. Thứ nhất là bác có hút thuốc lá không? Bác báo với bác sĩ là trước kia khi còn là thanh niên thì tôi có thể nói là cũng là hút nhiều. Thế còn thì bây giờ thì nó cũng thôi rồi. Thế còn thì mình hút từ hút ít thôi, thế nó cũng không hút nhiều mấy nữa. Thưa bác, thuốc lá rất có hại sức khỏe. Không những ảnh hưởng đến bệnh tim mạch mà nó là nguyên nhân gây các bệnh lý về phổi, đặc biệt ung thư phổi. Câu thứ hai, bác có hay uống rượu không? Tôi thì thỉnh thoảng mới uống những cái cuộc liên hoan hoặc gì thôi, nhưng mà những lần uống như thế thì cũng chỉ độ 100ml đổ lại. Vì bản thân tôi thì nó cũng không thích nghi với cái rượu, nhưng mà do là anh em cứ vui vẻ liên hoan thì là uống. Nhưng mà chính là tôi thấy là uống như thế, sau khi tôi xem lại là cũng thấy là mình, cái sức khỏe của mình nó cũng kém là như thế. Theo tôi thấy là chắc là cũng bị ảnh hưởng đấy ạ. Thưa bác, uống rượu, uống với số lượng ít, các cụ vẫn trước ta vẫn nói, tức là uống rượu khai vị một chén nhỏ trước khi ăn cơm thì nó có tác động kích thích tiêu hóa, tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu ta uống quá nhiều, trên 60ml rượu nặng, rượu cốc lủi hoặc là rượu nặng trên 40 độ mà uống nhiều thì như thế là có hại cho sức khỏe. Cho nên tôi khuyên bác là uống, bây giờ đã tăng huyết áp thì không nên uống nữa. Vâng, và xin. Ai chưa tăng huyết áp thì mức độ uống rượu cũng vừa phải, tức là uống một chén nhỏ. Vâng. Dưới 50ml là cùng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Câu thứ ba, khẩu vị của bác ăn uống hàng ngày như thế nào? Ý muốn nói thế này, bác ăn mặn hay ăn nhạt? Vâng, cái trường hợp này thì có lẽ tôi cũng đã có bị như thế rồi. Tại vì là tôi ngày xưa ở bộ đội lâu, thành ra cái việc ăn mặn này nó cũng đã thành ra tạo ra một cái thói quen. Cho nên là bây giờ mà về mà ăn nhạt
thì hầu như là người ta bảo